Bản tin hôm nay có những nội dung sau: Ukraine bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Hungary, Lầu Năm Góc gọi cuộc tấn công bằng vũ khí Mỹ vào Crimea là chấp nhận được. Nếu Donald Trump thắng, ông có thể từ bỏ việc mở rộng NATO về phía đông. Hezbollah nêu điều kiện có thể ngăn chặn xung đột với Israel. Ukraine bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Hungary. Theo Dia Novosti, Phó Tránh Văn phòng của Tổng thống Ukraine Igor Zhukova ngày 2 tháng 7 cho biết trên một chương trình truyền hình của Ukraine rằng Tổng thống Zelensky đã lắng nghe đề xuất ngừng bắn của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, nhưng Kiev sẽ tìm giải pháp bằng các phương pháp khác. Thủ tướng Orbán đã bày tỏ suy nghĩ của mình, đây không phải là quốc gia đầu tiên nói về những kịch bản có thể xảy ra như vậy. Tổng thống Zelensky đã lắng nghe người đối thoại, nhưng quan điểm của ông Zelensky là khá rõ ràng, dễ hiểu và được nhiều người biết đến, Phó Tránh Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết. Theo ông Igor Zhukova, vấn đề ngừng bắn không thể được xem xét tách biệt khỏi tình hình hiện tại. Quan chức này nói thêm, Ukraine sẽ tìm cách giải quyết xung đột bằng cách tổ chức các hội nghị hòa bình. Ngày 2 tháng 7, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đến Kiev lần đầu tiên sau 12 năm. Ông Orbán coi mục tiêu của mình là giải quyết các vấn đề hòa bình và phát triển quan hệ song phương. Trong cuộc họp báo với Tổng thống Zelensky, Thủ tướng Hungary cho biết ông đã đề nghị Kiev xem xét khả năng ngừng bắn trước khi đàm phán giải quyết tình hình Ukraine. Tôi đã yêu cầu Tổng thống Zelensky suy nghĩ xem liệu có thể đi khác một chút được hay không, tạm dừng cuộc chiến và sau đó tiếp tục đàm phán, Thủ tướng Hungary Orbán cho biết. Thủ tướng Orbán nhấn mạnh vấn đề hòa bình ở Ukraine sẽ là vấn đề chính trong 6 tháng tới trong nhiệm kỳ Chủ tịch Luân phiên Liên minh châu Âu của Hungary. Về phía Nga, Điện Kremlin cho biết không mong đợi bất kỳ kết quả nào từ chuyến thăm của Thủ tướng Orbán tới Kiev. Thành viên câu lạc bộ thảo luận quốc tế Vandai Gabor Steer cho rằng sáng kiến của Thủ tướng Hungary không đáp ứng được quan điểm của chính quyền Ukraine. Thêm vào đó, Nga đã nêu quan điểm của mình là sẵn sàng tiến hành đối thoại về hòa bình, chứ không phải về một lệnh ngừng bắn tạm thời. Vì vậy, theo chuyên gia Steer, sáng kiến của Thủ tướng Hungary hiện nay khó có thể thực hiện được. Lầu Năm Góc gọi cuộc tấn công bằng vũ khí Mỹ vào Crimea là chấp nhận được. Theo hãng thông tấn TASS, tại cuộc họp do ban báo chí ngày 2 tháng 7 theo giờ Washington, thư ký báo chí Lầu Năm Góc Patrick Ryder đã tuyên bố chính quyền Mỹ coi việc tấn công Crimea bằng vũ khí của Mỹ là có thể chấp nhận được. Tôi chỉ có thể nói rằng chính sách của chúng tôi về việc sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công Nga không thay đổi. Đó là vũ khí tầm xa phải được sử dụng trong lãnh thổ chủ quyền của nước này, thư ký báo chí Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết. Đồng thời trả lời câu hỏi làm rõ về quan điểm của Lầu Năm Góc đối với Crimea, ông Ryder nói rằng với Mỹ, Crimea là một phần của Ukraine. Cùng ngày, TASS dẫn lời nghị sĩ Mikhail Sheremet của Duma Quốc gia Nga, đồng thời là thành viên Ủy ban An ninh và chống tham nhũng của cơ quan lập pháp này, cho rằng việc giới lãnh đạo Mỹ cho phép tấn công Crimea thể hiện sự tham gia quy mô lớn của Washington vào cuộc xung đột ở Ukraine. Điều này nói lên sự tham gia quy mô lớn của Mỹ và chủ ý của họ nhằm làm bùng phát thêm cuộc xung đột với mục đích biến nó thành một cuộc chiến tranh toàn diện trong bối cảnh chính quyền Ukraine đang sụp đổ, nghị sĩ Sheremet cho biết. Theo ông Sheremet, Washington quan tâm đến những biến động toàn cầu ở châu Âu nhằm chuyển hướng sự chú ý của người dân Mỹ khỏi kịch bản chính trị sắp xảy ra của chính họ. Ông Sheremet cho rằng, để đạt được mục đích này, Mỹ cần bi kịch và đổ máu của người khác để khiến công dân của mình lo sợ. Tuy nhiên, theo Sheremet, kịch bản này chắc chắn sẽ không có tác dụng với Nga. Nó sẽ chỉ đẩy nhanh việc kết thúc cuộc xung đột mà Washington đã kích động, và điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến Mỹ. Nếu Donald Trump thắng, ông có thể từ bỏ việc mở rộng NATO về phía đông. Theo Politico, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới có thể từ bỏ việc mở rộng NATO về phía đông và thu hồi các đảm bảo an ninh cho các quốc gia liên minh chỉ dưới 2% GDP cho quốc phòng. Ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump đang thực hiện một thỏa thuận theo đó NATO sẽ cam kết không mở rộng về phía đông, đặc biệt là vào Ukraine và Georgia, ấn phẩm viết khi trích dẫn hai chuyên gia an ninh quốc gia là những người ủng hộ Trump. Theo Politico, ông Trump đang cân nhắc một thỏa thuận với Tổng thống Nga Putin về việc những quốc gia nào có thể gia nhập liên minh trong tương lai. Các nguồn tin của Politico cũng chỉ ra ông Trump có thể rút lại các đảm bảo an ninh cho các quốc gia liên minh phân bổ ít hơn 2% GDP của họ cho quốc phòng. Mặc dù bản thân chiếc ô hạt nhân và các căn cứ quân sự của Mỹ vẫn ở châu Âu, động thái này có thể bị coi là vi phạm điều 5 của Hiệp ước NATO, trong đó bắt buộc mỗi thành viên phải thực hiện các biện pháp cần thiết để hỗ trợ các đối tác khi bị tấn công. Tuy nhiên, các thành viên trong nhóm thảo luận về chính sách đối ngoại của Trump lưu ý ngôn ngữ của Điều 5 rất linh hoạt và không bắt buộc bất kỳ thành viên nào phải đáp trả bằng vũ lực quân sự.
Đồng thời, một trong những nguồn tin cho biết ông Trump vẫn chưa từ bỏ việc xem xét các kế hoạch khác cho tương lai, bao gồm cả việc cung cấp một lượng lớn vũ khí cho Ukraine. Hezbollah nêu điều kiện có thể ngăn chặn xung đột với Israel. Phó thủ lĩnh nhóm chiến binh Hezbollah Seynamin Kassem ngày 2 tháng 7 cho rằng cách duy nhất để ngăn chặn sự leo thang ở biên giới Israel-Liban là Tây Jerusalem chấm dứt hoạt động ở Gaza. Kể từ đầu cuộc xung đột, Hezbollah, một phong trào chính trị và lực lượng bán quân sự hùng mạnh được Iran hậu thuẫn, đã tiến hành một chiến dịch hạn chế, gồm các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa ăn miếng trả miếng vào miền Bắc Israel. Thủ lĩnh Kassem nói với hãng tin AP ngày 2 tháng 7, bình luận về tình hình, nếu có lệnh ngừng bắn ở Gaza, chúng tôi sẽ dừng lại mà không có bất kỳ cuộc thảo luận nào. Ông cũng mô tả hành động của Hezbollah như một mặt trận hỗ trợ cho Hamas, đồng thời nói thêm rằng nếu xung đột ở Gaza chấm dứt, sự hỗ trợ quân sự này sẽ không còn tồn tại. Tuy nhiên, phó thủ lĩnh nhóm vũ trang cảnh báo rằng chưa rõ Hezbollah sẽ phản ứng như thế nào nếu không đạt được lệnh ngừng bắn chính thức. Kassem nói, nếu những gì xảy ra ở Gaza là sự kết hợp giữa ngừng bắn và không ngừng bắn, chiến tranh và không chiến tranh, thì chúng tôi không thể trả lời chúng tôi sẽ phản ứng như thế nào. Ông vẫn nghi ngờ khả năng Israel có đủ lực lượng để tiến hành một cuộc chiến toàn diện chống lại Hezbollah hay không. Phó thủ lĩnh Hezbollah cũng cảnh báo rằng xung đột giữa Israel và Hezbollah có thể dẫn đến một cuộc chiến lớn hơn. Kassem nhấn mạnh, nếu Israel tiến hành chiến tranh, điều đó có nghĩa là họ không kiểm soát được quy mô hoặc ai tham gia vào cuộc chiến đó. Thủ tướng Israel hồi tháng trước tuyên bố ông sẽ rút một số đơn vị của lực lượng phòng vệ Israel ra khỏi Gaza và chuyển họ đến biên giới Liban. Washington được cho là đã cảnh báo Tây Jerusalem chớ nên bắt đầu một cuộc chiến tranh giới hạn ở Liban, trong khi Iran tuyên bố nước này sẽ hỗ trợ Hezbollah bằng mọi cách trong một cuộc xung đột như vậy. Tình hình ngày càng xấu đi cũng đã thu hút sự chú ý của Liên Hợp Quốc. Tổng thư ký Antonio Guterres đã cảnh báo vào tháng trước rằng một tính toán sai lầm có thể gây ra một thảm họa vượt xa biên giới và ngoài sức tưởng tượng.